Xin chào toàn thể anh em và các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về ít mấy cái dòng dây tín hiệu AV, lọc nguồn đức đa tầng, lọc nguồn thụy sĩ, cái Jack-La Neutrik Spicon giá rẻ. Cái mẫu này hiện tại bên em còn tầm khoảng 1-200 chiếc, thì bên em sẽ đăng để bán nốt cho anh em. Và cái con lọc nguồn đức Kepa, con này là 53A, hôm nay bên em tiếp tục về thêm được vài con nữa. Made in Germany anh em nhé, lọc đức đúc đặc. Và cái mẫu dây 3.5, mẫu dây 3.5 ra 2AV, dây Symphonic Line của Thụy Điển. Đây, cái mẫu này thì bên em vẫn tiếp tục thi công. Hiện tại thì bên em thi công ra tầm khoảng có 20 đến 30 sợi. Và cái mẫu dây cắt mét ấy hiện tại cũng không còn nhiều. Ví dụ anh em làm 5m, 10m thì chắc chưa chắc đã có đủ chiều dài để làm đâu. Hiện tại đây bên em đa số đều có chiều dài là 2m. Đấy. Và cái dây loa đồng bạc Pháp Real Copper, loại to 4 ly, thì bên em còn chỗ kia giỏi lắm tầm 15m. Thì bên em đang nốt để bán cho anh em. Mọi chi tiết anh em có nhu cầu cứ alo em sẽ tại kia nhá. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em và các bác. Mẫu dây Charlin Canada này thì hiện tại là cái mẫu dây mà bên em đang là cái mẫu dây mà có giá thành rẻ nhất em đang có anh em ạ. Đây là cái mẫu dây mà em thấy mà chất lượng của nó rất là tốt, mà giá thành của nó rất là hợp lý anh em ạ, cho một cái mẫu dây xịn anh em nhá. Cái này thì bên em lấy về là nó đã hoàn thiện đầy đủ rắc như này rồi. Đây, đây Canada đây anh em, đây Ultralink của Canada. Nó sử dụng đây này anh em này, đồng 6N OFHC, đồng cũng rất là tinh khiết anh em nhé. Đây Ultralink, đây Ultralink. Cái mẫu này thì bên anh em về tổng cộng là 4 đợt cơ. Mỗi đợt 70-80 cặp. Thì hiện tại cái đợt này chắc nó không có về nữa. Mỗi lần về với em được một thùng như kia em để góc kìa. Đấy, vì cái mẫu này là cái mẫu anh em mua khá là nhiều, mà nó cũng rẻ với anh em. Bên em bán là 290.000 một cặp. Đấy, anh em lấy 2 cặp thì là 580. Lấy 2 cặp thì là bên em bao ship nhá, còn lấy 1 cặp thì là không bao ship. Cái mẫu các hàng của Charlin Canada này thì hiện tại thì theo em thấy thì chất lượng của nó vẫn rất là ok. Hiện tại thì theo em tìm hiểu, cái Charlin này là nó cũng, cái hãng này là nó cũng sản xuất những cái mẫu dây, bây giờ là nó chỉ sản xuất những mẫu dây tầm trung bình khá. Nó như cái thằng Manter ấy, nhưng mà thằng Manter thì nó nhiều đa dạng hơn. Còn cái thằng Charlin này nó chỉ có mẫu dây 3.5 này, mẫu dây AV và mẫu dây loa thôi. Nó chỉ có 3 cái mẫu ấy thôi. Còn các mẫu mà kiểu đầu rắc rồi là dây nguồn thì không có. Thằng Manter thì nó, Manter của Mỹ thì nó đa dạng hơn. Manter nó nằm trong cái phân khúc tập trung anh em nhá. Cái phân khúc tầm kiểu là tầm trung bình khá, có nghĩa là dây nó không có rẻ mà nó cũng không có đắt. Nó chỉ có tầm khá khá. Thì cái Charlin này thì đồng tinh khiết này thì đánh tiếng nó sạch sẽ tách bạch và ba giản nó rất là tốt anh em ơi. Bát trung chép thì cũng rất là ok. Rất thích hợp cho những cái bộ dàn cho anh em chơi tầm trung. Anh em thích nghe nhạc vàng là thích là nghe dây này là hợp đấy anh em ạ. Đấy, dây nó khá là vừa tiền. Thì em báo rồi đấy, 290.000 một cặp và lấy 2 cặp thì là bao ship. Mẫu dây 3.5 ra 2AV này thì hiện tại thì bên em nói thật với các bác thì cái đợt trước ấy, cách đây tầm khoảng tháng thôi, là cái dây Symphonic Light cắt mét này là bên em có rất là nhiều, nhưng bây giờ là bên em gần hết rồi, bởi vì bên em thi công cái mẫu 3.5 ra 2AV thì được anh em ủng hộ rất là tốt. Ngày trước thì cái mẫu 3.5 ra 2V nó cũng chỉ loanh quanh 3-400 thôi, nhưng mà hiện tại thì bên em muốn làm một cái mẫu dây có nghĩa là chất lượng hơn một chút, dưới 1 triệu trên 600, thì cái thằng này là nó nằm ở cái mức là 840.000 một sợi, dài 2m. Rắc thì bên em thi công bằng rắc chính hãng mua, rắc chính hãng mua cứ chơi đồ chính hãng. Còn dây thì là đây rồi, dây thì là dây bạc Thụy Điển Symphonic Line, hôm nọ mới quay cho anh em xem lõi rồi. Đấy, dây dài 2m có giá là 840.000. Hiện tại thì bên em hoàn thiện như này chỉ còn tầm khoảng 4-5 sợi thôi là hết. Đấy.
Jack thì bên em còn, Jack AV thì còn, những cái Jack 3.5 thì bên em đấu hết rồi. Thì mấy nữa thì có thêm thì bên em sẽ lại thi công tiếp. Nhưng mà thi công vào cái dây khác. Bên em đang có cái dự định thì thi công bằng vào cái dây của cái thằng Kenfox Audio kìa. Bên em sẽ xoắn đôi vào bên em thi công. Hôm nọ thì có lấy cái Jack 3.5 của GSO nhưng mà có vẻ là nhét hai sợi không vừa. Đây 3.5 GSO này. Tống hai sợi vào cũng vừa đấy. Nhà thôi đành chịu, lại vẫn phải là dừng cái kiểu ấy. Cái jack là new trick Switchcon. Lưu ý anh em, lưu ý cái jack này là cái jack fake, jack nhái anh em nhá. Không là anh em đang có rất nhiều anh em đang bị hiểu nhầm. Tất cả những cái jack new trick Switchcon mà dưới 100 nghìn đều là hàng loại 1 loại 2 hết. Thì cái jack này ở Việt Nam thì rất nhiều người bán và cũng rất đa số anh em toàn chơi cái này. Ví dụ anh em mua online thì nó rơi tầm khoảng 23 nghìn một chiếc, anh em bán như này này. Còn anh em mua cửa hàng nó tầm khoảng 30 nghìn. Còn chỗ nào mà nó hẻo lánh mà ít người biết thì người ta sẽ bán 30 nghìn. Đấy, 30 hoặc là 35 nghìn gì đấy. Thì cái chỗ xa xa thì vận chuyển nó xa lên thì nó mất tăng thêm tiền thôi. Cái mẫu này thì nói thực với anh em thì gần như là 90, trên 90% anh em đang xài những cái rác kiểu như này. Thì nó cũng nói thẳng các bác thì nó cũng xài cũng được thôi. Anh em chơi những loại dây loa summer hoặc những loại dây tàu nó bầm 30-40 nghìn một mét ấy, hoặc là 20 nghìn một mét thì chỉ chơi jack nhảy thôi. Còn nếu mà anh em chơi cái jack loại tốt của GSO, bên có một cái jack GSO 90 nghìn một cái, anh em biết rồi. Đây cái jack GSO này, jack chính hãng GSO của em bán 90 nghìn một cái đây. Anh em nào chơi cái dây loa khá khá một chút thì chơi dây này. Còn thích cái chơi cái hàng jack chính hãng thì bên em cũng có của Thị Sĩ luôn là 400 nghìn một cái. Đấy, đây là cái jack này thì 23 nghìn một chiếc thì anh em xài cũng được, nói chung là không có chê trách gì. Bởi vì tiền nào của đấy. Nhưng mà bảo cái jack này là jack xịn thì là không phải nhá anh em nhá. Không phải nói rõ như vậy, không là hôm nọ có một vài bác thì không biết mua ở đâu xong là cũng là nói lại với em cãi ngang đấy, bởi vì em bán thì em biết mà. Đấy. Cái jack 23 nghìn này anh em lưu ý là lấy thì lấy nó nhiều nhiều tí nhá. Ví dụ lấy 10 chiếc, 20 chiếc thì bên em không bao ship đâu. Vì ship là cứ tầm loanh quanh 25 đến 30 nghìn. Ví dụ anh em lấy 4 cái là mới có 92 nghìn tiền rắc, nhưng mà đã phải dính là 30 nghìn tiền ship rồi. Lưu ý như vậy. Cũng cùng cái câu ship của người ta mà. Bên em còn một con Đức MUR đây. Lọc nguồn Đức đa tầng MUR. Đây, Mỹ Italy anh em nhận đây này. 80A. 80A Mỹ Italy 80A, con này giá là 2 triệu anh em nhá. Đấy, nói chung là anh em nào mà mua hàng mà những chỗ khác mà không biết ý, người ta sẽ nói đây là con lọc nguồn Ý, lọc nguồn Italy. Nhưng mà không phải. Con này nó là của Đức, MUR là của Đức, nhưng mà nhà máy của nó đặt tại Italy, cho nên là nó made in Italy. Đấy. Thì cái này cũng phải giải thích rõ cho anh em như vậy. Không là nhiều anh em, nhiều các bác tháo máy trong Nam các bác không biết đâu. Thi thoảng nhận được một hai con MUR thấy made in Italy là cứ tưởng là của Ý, nhưng mà con này là của Đức anh em nhé. MUR. Cái câu chuyện mà của Đức mà sản xuất tại Ý thì nó là bình thường thôi. Mấy cái Đức châu Âu nó gần nhau hay sản xuất mà. Ví dụ mà Kepa rồi là made in Hungary. Cái con Kepa của Đức này nó có hai loại nhá. Một loại là sản xuất tại Đức này, made in Germany này. Và một loại thì sản xuất tại Hungary. Đấy, Hungary. Con này là 53A. Con này đúc đặc giá 2 triệu anh em nhé. Con này rất là khủng. Bên em về con này tổng cộng lần này lần thứ 6 rồi. Đúc đặc to khủng. 2 triệu một con. 53A thì nó tương đương với tầm khoảng là 12 đến 13 kg. Thì cũng rất là thoải mái cho anh em chơi. Đấu tổng gia đình cũng được. Đấy. Đúc đặc cho nên khá là nặng. Bên em có về đấy, có về thêm đấy. Cũng vừa điền vào 2 triệu đây để cho anh em biết cái giá. Cái con 80A này cũng là 2 triệu. Đấy. Con 42A Thụy Sĩ này thì là 1 triệu này. Snapchat 42A Thụy Sĩ này, Snapchat này. Anh em lưu ý nhá, cái con Snapchat này này. Nó có 3 loại. À, nó có 3 chỗ sản xuất. Một tại Thái Lan này, hai tại Hungary này, ba là Suý Lửng là Thụy Sĩ. Cái hãng Snapchat này thì là ví dụ nó sản xuất tại Thái Lan thì đa số nó sẽ ghi là made in Thái Lan. Còn nó sản xuất tại Hung thì nó có hai loại. Một loại nó bán đơn lẻ thì nó sẽ ghi là made in Hungary. Còn một loại nó bán theo cái loại thùng cắt tông ấy thì nó sẽ ghi là made in Hungary.
nhưng mà nó made in ở ngoài, ở ngoài cái thùng cắt tông. Như là cái đợt cái con bên em về, cái con F-Corp ấy, con F-Corp mà 20E của Đức ấy, mà nó made in Hungary ấy. Cái con đấy là về ngày trước về nguyên thùng cắt tông. Cái đợt đấy bên em về cái thùng, về cái con lọc nguồn Đức đấy mới nguyên đấy, là đánh tan mọi nghi ngờ cho anh em luôn. Đấy là về có nghĩa là lấy là nguyên bản cho anh em, là hàng bóc xeo bóc tim, có nghĩa là hàng mới chưa qua sử dụng anh em nhé. Anh em nào có thể là theo dõi clip cách đây 3 năm em bán cái con F-Corp mà 20A mới cứng ấy. Đấy cái đợt đấy là cái con đấy đỉnh quá luôn, mà đến bây giờ không lấy lại được hàng đấy. Phải nói thực sự với các bác luôn. Bên em về phải đến 4-500 con. Mỗi thùng là có 8 con. Quá đẹp. Bác nào mà hay mở lại cái clip cũ của em ấy là sẽ thấy em clip em đăng cái con lọc nguồn F-Corp 20A mà mới cứng. Bên ngoài nó ghi tem made in Hungary, các mã vạch các kiểu luôn. Đấy, nó không ghi made ở trên tem mà nó ghi made ở ngoài cái thùng cắt tông. Đấy. Nó đóng nguyên sinh vào xong nó made vào đấy. Đây là dây loa recorder. Mẫu dây này thì không còn nhiều, bên em vẫn bán là 180.000 một mét anh em nhé. Lõi to 4 ly. Dây này thì nó là cái mẫu dây, theo em thấy là cái mẫu dây nó khá là vừa vặn. Có nghĩa là nó cải thiện tốt ba giải, bass chống chép đều rất là ok. Và nó rất dễ ghép loa với âm ly. Đây lõi to 4 ly anh em ơi. 4 ly. Đấy. Anh em để ý là nó có cả thớ đồng, thớ bạc, nó xoắn nhìn bên ngoài là anh em biết rồi. Đấy. Mẫu này nó có cả lõi đồng, lõi bạc, sợi tơ và sợi cứng. Cho nên rất dễ ghép loa với âm ly. Mình thích là mình thích như vậy. Thì vẫn bán là 180.000 một mét, thì nó nằm trong cái phân khúc, nghĩa là không rẻ quá mà cũng không đắt quá. Ví dụ cao mà tầm khoảng trên 300.000 thì anh em, nhiều anh em sẽ rén, mà hơn 100.000 thì anh em cũng sẽ có điều kiện bảo chế cái loại dây tầm khoảng 180-200, thì chính là cái dây này. Đấy, rất dễ ghép loa âm ly về cắm là ngon lành luôn. 180.000 một mét bên em cũng chả còn nhiều đâu. Cái mẫu này thì thực sự thì bán thì nó cũng trong cái khoảng thời gian thì nó cái đợt mà gọi là cái lâu thanh lý, thực sự lâu rồi không không có về nhiều, mà trước bên em bán cho anh em cái mẫu dây này rất là tốt. Đấy. Thì ai có nhu cầu thì cứ liên hệ em số tại đây nhá. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em một bác. Đấy, xin kính chào tất cả mọi người.